Xin kính chào quý bạn các vị. Hôm nay mình sẽ cắt kiểu đầu layer trên nền tóc gây xoăn. Và đầu tiên mình sẽ dùng cữ số 3 của con One Global. Mình sẽ đi khung một vòng. Bạn này đang nuôi kiểu tóc layer nhé các bạn. Vì trong quá trình nuôi nên là tóc bạn này mình sẽ cắt hơi cao một tí. Nên thì chúng ta sẽ đóng lưỡi để đi quả màu thứ nhất. Chúng ta đi vẩy ra ngoài nhé các bạn. Chúng ta sẽ đi theo đường vòng cung. Sau đó chúng ta sẽ mở lưỡi để đi khoảng màu số 2. Khoảng màu số 2 chúng ta sẽ đánh tầm 1,5 đến 2 cm nhé các bạn. Chúng ta sẽ đóng nửa lưỡi để phá ngấn. Trong quá trình phá ngấn chúng ta sẽ đóng mở linh hoạt nhé các bạn. Ưu tiên dùng cạnh tông đơ để phá ngấn nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng cữ số 1 3mm để đi khoảng màu số 3. Chúng ta sẽ mở lưỡi hết cỡ, đi tầm khoảng 2 cm, vẩy ra ngoài nhé các bạn. Và để phá ngấn thì chúng ta sẽ dùng cữ 1.5mm. Chúng ta sẽ đánh lên tầm 3mm và vẩy ra ngoài nhé các bạn. Chúng ta có thể vừa phá ngấn vừa nhặt sạn luôn nhé các bạn. Tiếp đến mình sẽ dùng cứ 4.5mm để bào nốt phần khung phía trên. Chúng ta sẽ đóng lưỡi nha các bạn.
Và để phá ngấn của cữ 450ml thì mình sẽ mở lưỡi cữ số 1 để phá ngấn. Mình sẽ để icon của cữ phía dưới nhé các bạn. Các bạn nhớ chú ý xem. Mình sẽ dùng chấn viền để làm sạch phần chân tóc nha các bạn. Chấn viền vừa đi khung viền và làm sạch luôn. Tiếp đến mình sẽ dùng kéo tỉa để nhặt sạn một số chỗ và chúng ta có thể tỉa để liên kết phần side và phần top. Vì bạn này đang nuôi nên là mình sẽ tỉa qua phần top nhé các bạn. Ta sẽ cân chỉnh cái mái sao cho nó cân, tùy vào mắt từng người thợ nhé. Và mình sẽ dùng tông lược để bo viền một lần nữa. Bây giờ chỉ cần cạo nữa là xong thôi các bạn ạ. Các bạn thấy thế nào? Cho mình lời nhận xét nhé. Ok rồi đấy các bạn, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ ủng hộ mình nhé và đón chờ những video tiếp theo của mình. Bye bye.